Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Đám cưới trong nước mắt của cô gái bị bại liệt. Một lễ cưới diễn ra ở huyện Vũ Thư, Thái Bình, lấy đi nước mắt của rất nhiều người tham dự. Cô dâu Đỗ Thu Hương, sinh năm 1985, liệt cả hai chân. Chú rể Nguyễn Trung Mạnh, sinh năm 1983, hoàn toàn lành lặn. Cả hai quen biết và yêu nhau khi tham gia các hoạt động tình nguyện tại một câu lạc bộ. Nhìn lại 2 năm yêu nhau và 5 năm hôn nhân, Thu Hương vẫn không ngờ cuộc đời mình sau biến cố vẫn có thể trở thành mẹ của hai đứa trẻ. Tôi luôn tin rằng cuộc đời này vẫn luôn có phép màu, sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng cơn sốt rét năm 8 tuổi khiến cho đôi chân của Hương bị tê liệt và co rúm. Nhìn tương lai của đứa con bé bỏng đang tuổi ăn tuổi lớn dần sụp đổ, cha mẹ cô chật vật vay mượn tiền làm phẫu thuật hạ bàn chân cho con. Chia sẻ về những ngày sau phẫu thuật, Hương cho biết khắp cơ thể chỗ nào cũng đau như hàng nghìn chiếc đinh đâm vào da thịt, thế nhưng bệnh tình của cô vẫn không thuyên giảm. Năm 2003, Hương lại tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật chân tại bệnh viện 108 nhưng thất bại. Từ đó cuộc đời cô gắn liền với chiếc xe lăn. Cô thu mình trong căn phòng kín và trở nên trầm tư, tự ti, mặc cảm. Tuy nhiên, trong một lần xem clip của bạn khuyết tật dạy làm tranh giấy, Hương tỏ ra rất thích thú. Cô tìm tòi và đăng ký theo học tại trung tâm dạy nghề. Nhờ sự chăm chỉ, khéo léo và niềm đam mê, Hương mở được một cửa hàng bán tranh giấy cuộn online. Ngoài công việc làm tranh giấy, cô còn tham gia từ thiện, giao lưu, kết bạn với những người cùng cảnh ngộ. Tại đây, được chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, Hương đã trích số tiền bán tranh để ủng hộ quỹ từ thiện của nhóm. Trong một lần giao lưu tại nhóm tình nguyện, Hương gặp tình yêu của đời mình. Anh là Nguyễn Trung Mạnh, một thanh niên đẹp trai và hoàn toàn khỏe mạnh. Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên với người vợ, Mạnh vui vẻ kể lại. Lần đầu tiên gặp, nhìn thấy cô gái nhỏ bé, dù vất vả để di chuyển trên chiếc xe lăn, nhưng vẫn rất hồ hởi, song sáo giúp đỡ cho mọi người. Tôi thật sự ấn tượng, chính nụ cười và trái tim ấm áp của Hương đã khiến tôi rung động. Sau buổi đầu gặp mặt, về nhà tôi quyết tìm Facebook của Hương để nhắn tin làm quen. Trò chuyện lâu dần thành quen, sau một năm, cả hai quyết định yêu nhau. Năm 2014, đôi trẻ tính chuyện cưới nhau và gặp phải rào cản từ gia đình. Sau nhiều lần thuyết phục, có cả cãi vã, nước mắt, họ mới nhận được sự đồng ý. Vượt qua nhiều khó khăn, đám cưới của Mạnh và Hương diễn ra vào tháng 1 năm 2015. Giây phút trao nhẫn cưới, chứng kiến chú rể dõng dạc hứa rằng sẽ làm đôi chân cho vợ suốt đời để bù đắp những thiệt thòi mà cô đã trải qua. Cả hội trường bật khóc. Cưới nhau một năm mà vẫn chưa có con, Hương từng nghĩ đến việc chia tay để chồng tìm người khác cho đỡ thiệt thòi. Tuy nhiên, Mạnh nói dù không có con thì anh vẫn muốn được chăm sóc cho cô. Đầu năm 2016, hạnh phúc trọn vẹn tới khi gia đình nhỏ chào đón thêm một bé trai kháu khỉnh. Em bé khỏe mạnh, bù bẩm, cất tiếng khóc trong sự vỡ òa của cả cha lẫn mẹ. Lúc này mọi chi phí và sinh hoạt gánh nặng lại tăng lên và dồn hết lên vai của người chồng. Vất vả là thế nhưng anh không kêu ca, vì anh biết vợ là người rất nhạy cảm và hay suy nghĩ. Anh kiếm việc làm thêm, tự xoay sở cho cuộc sống và tổ ấm của riêng mình. Đến giờ, nhiều người biết chuyện vẫn bảo Mạnh dũng cảm lắm, mới dám lấy và yêu thương người khuyết tật như Hương. Tuy nhiên, Mạnh nói lựa chọn của mình là do duyên phận và không cần nói quá lên. Vợ tôi không đi lại được, nhưng đổi lại cô ấy có trái tim yêu thương và bao dung. Cô ấy luôn biết chia sẻ cảm xúc, biết đồng cảm với những khó khăn của chồng. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng sẽ làm đôi chân đưa cô ấy đi tiếp chặng đường còn lại. Hiện tại, Hương nói cuộc sống của mình gói gọn trong hai từ viên mãn. Gia đình cô còn chuẩn bị đón thêm một thành viên mới nữa. Hương chỉ mong cả nhà đều có sức khỏe và mãi bên nhau hạnh phúc.